Cá ăn rồi nè, cá ăn rồi nè, trời ơi con cá gua mì quá trời, cá rồi tí ơi, trời ơi trời con cá nè, coi nè quá trời cá rồi ta, wow. Xin chào tất cả các khán giả thân yêu của kênh Vlog Văn Lượng. Bữa nay đi vô trong nước ngọt câu cá tra mọi người ơi. Hai anh em đi nè, đem theo 6 cần. Với mình tranh thủ mình đem theo xe chạy quá nói chuyện nghe không được. Mình đem theo một ít đây cái mồi xả câu cá gô của mình nè, mồi xả huyền thoại á. Mình xả hai cái lỗ mình câu cá gô à. Tranh thủ xuống tuần mới xuống tuần cá tra xong rồi. Cái anh đó câu cá tra anh buồn quá vậy, sao cá tra nó ăn anh? Câu cá tra mà đứng cái kiểu buồn quá. Xuống tuần cá tra xong rồi, bây giờ mình cho ba cái cám này xuống mấy cái lỗ mới dẹp lỗ xong nè. Xả ổ xuống cho nó cá gô nó lại. Mùa vụ này mùa vụ huyền thoại á. Ai u xe nó chạy ghê quá. Hai lỗ thôi. Trời ơi trời, ông trời ông chuyển mưa đen hết trơn rồi. Như bữa hổm vậy đó, xả cám xuống cái ông mưa. Nên ông chuyển, không mà gió trời gió hơn năm ngoài thổi đi. Cá nó kìa. Ồ, một con cá gô. Đánh cá mọi người ạ, con đầu tiên á. Ai làm đi, mình vậy mình không có ế. Được con cá rô vậy em ơi. Mới bỏ xuống à, mới bỏ xuống là lô gì trời ơi, cá nhỏ không, cá này được, cá này được, cũng được đi, trọng trọng ăn rồi đó, đang ăn đó. Sao nó không kéo ra. Ăn no nó vô trong đó rồi. Bỏ ba cái mồi xả lâu quá rồi. Má ụt quá, tí ơi ụt trong bãi. Lôi rồi. Chiếc xe chạy quá lôi rồi. Rồi, có con nữa. Cái này không lớn nữa. Lên hàng không? Ít cá con lắm mà. Thôi mới bỏ xíu là kìa liền rồi đó. Lên hàng. Ý rồi. Trời ơi là trời. Con cá gô quá trời bự. Cá gô chút ác ăn à. Nè. Anh phóng sinh mày luôn đi. Để cho cá bự nó ăn. Cá gô
Bỏ xuống là nó ăn, bỏ xuống là ăn, nó còn các con không à. Mày hả mày chơi? Lên một em nữa mọi người. Nó ăn một em nữa. Nó ăn dữ à. Nuốt vô con, nuốt vô con. Trời ơi. Ghĩa rồi đó. Biết nó ở bên đó nó quật cái tim lên ăn cám chứ. Mà cả nhỏ nữa. Bỏ nữa rồi. Cá nhỏ nó ghĩa quá. Biết là cá nhỏ kịp luôn, cá ăn rồi nè. Cá ăn rồi nè. Trời ơi con cá gù mì. Quá trời cá rồi tí ơi. Trời ơi trời con cá nè. Coi nè. Quá trời cá rồi ta. Wow. Tiếp tục, tiếp tục. Trời ơi, giục đi đâu. Ăn rồi đó. Một em. Quá cá gô bự bự không à mọi người ơi. Quá trời cá gô rồi, đã khoan. Mập ú luôn và ngế luôn. Vô 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 vô. Cái này câu trên dốc cầu không à. Cái này đi câu cá cha. Hai anh em đem theo 6 cần câu cá cha nè. Mà nãy giờ chưa thấy con cha nào nó nhúc nhích hết trơn. Bỏ đi câu cá gô. Ổng chuyển đen hết trơn rồi mọi người ơi. Mới được có mấy con cá, ổng trời ổng không thương à, không cho làm clip rồi. Mới bỏ cám xuống câu được mấy con cá thì ổng chuyển đen rồi, cuốn cần giọt giọt rồi mọi người ơi, chứ kiểu này chết rồi. Rồi mình kết thúc clip bạn mọi người ơi. Trời ơi quá là mà. Trời ổng thương rồi.